My hobbies. My name is Mary. I am 20 years old. I am a student. I have many hobbies. My favorite hobby is reading. I like to read all kinds of books, including fiction, nonfiction, and magazines. I love to learn new things, and reading is a great way to do that. I also like to read because it helps me relax and de-stress. Another one of my hobbies is playing the piano. I have been playing the piano since I was 12. I love the sound of the piano and I find it very relaxing to play. I also like to play the piano because it is a great way to express myself. Tên của tôi là Mary, tôi 20 tuổi, tôi là một sinh viên, tôi có nhiều sở thích. Sở thích lớn nhất của tôi là đọc. Tôi thích đọc tất cả các loại sách, bao gồm tiểu thuyết, không phải tiểu thuyết và tạp chí. Tôi thích học những điều mới mẻ và đọc sách là cách tuyệt vời để làm điều đó. Tôi cũng thích đọc bởi vì nó giúp tôi thư giãn và giảm stress. Một trong những sở thích của tôi nữa là chơi đàn piano. Tôi đã chơi piano kể từ khi tôi 12 tuổi. Tôi thích âm thanh của piano và tôi nhận thấy nó rất là thư giãn khi chơi. Tôi cũng thích chơi đàn piano bởi vì nó là một cách tuyệt vời để thể hiện bản thân mình. My name is Mary. I am 20 years old. I am a student. I have many hobbies. My favorite hobby is reading. I like to read all kinds of books, including fiction, nonfiction, and magazines. I love to learn new things, and reading is a great way to do that. I also like to read because it helps me relax and de-stress. Another one of my hobbies is playing the piano. I have been playing the piano since I was 12. I love the sound of the piano, and I find it very relaxing to play. I also like to play the piano because it is a great way to express myself.